Các người nói bây giờ tôi chưa thể báo thù sao? Bây giờ chiến tranh đến thời khắc mấu chốt rồi, quân Nhật chuẩn bị tác chiến trường kỳ. Chúng ta phải hoàn thiện công tác tình báo. Điểm tình báo tốt nhất ở Thượng Hải chính là nơi này. Chúng ta phải duy trì sự phồn vinh ở đây. Nên bây giờ ông chưa thể giết Đường Anh Minh. Vậy câu chuyển lời với ngài Murata, tuy ngài ấy là ân nhân cứu mạng tôi sẽ cảm động và nhớ ân tình của ngài ấy. Những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý với ngài ấy. Nhưng tôi sống chính là để tìm Đường Anh Minh. Ai cũng đừng hòng cản trở tôi. Ông Đại Vi, tôi không nói không cho ông báo thù. Tôi chỉ là nói bây giờ ông không thể giết Đường Anh Minh. Chúng ta phải đợi chiến tranh kết thúc, đợi khi chúng ta có thể khống chế con thuyền này. Đến khi đó sẽ tự giao Đường Anh Minh cho ông. Ông hiểu không? Còn phải đợi bao lâu? Tôi cũng chưa biết. Tôi nghĩ sẽ không lâu đâu. Chúng tôi chính là muốn thông qua con thuyền này giữ lại một con đường đàm phán. Ngài Murata hy vọng ông có thể giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xin chuyển lời với ngài Murata, tôi không phải người Nhật. Tuy rằng tôi ở Nhật sống gần 20 mấy năm, nhưng tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vừa nãy cô nói Đại Đông Á gì đó không liên quan đến tôi. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đây cũng là danh ngôn của Trung Quốc. 20 năm trước tôi đã xém chết. Tôi chính là con ma. Tôi không phải kẻ thức thời, cũng không muốn làm Trang Tuấn Kiệt gì đó. Tôi chỉ muốn lấy mạng Đường Anh Minh. Sao cô lại giúp Mạnh Thao? Còn cô thì sao? Vì cậu ta là tên trộm. Nói như vậy, cô là vì vui vẻ mới giúp cậu ta sao? Tôi cảm thấy anh ta nên được giúp đỡ, không nên hủy đi bản thân mình như vậy. Nói thật lòng, nhiều năm nay đều là người khác giúp tôi. Tôi nào giờ không có cảm giác người khác cũng sẽ cần sự giúp đỡ của tôi. Thật sự cảm giác thật tốt, cảm giác bản thân có ích. Nếu như tôi có thể tìm ra qua nhài máu giúp Thượng Hải diệt trừ hậu quả thì tôi quá vĩ đại rồi. Cô làm sao để tìm hắn? Tôi viết văn ép hắn ra. Tôi bịa ra câu chuyện chế giễu hắn, châm biếm hắn để hắn không có đất dung thân. Vậy cô viết văn về hắn thế nào? Tôi viết hắn là một người phụ nữ. Sao cô biết hắn ta là nữ chứ? Tôi đương nhiên không biết rồi. Hắn chắc chắn là một người đàn ông, nên tôi mới cố ý viết như vậy. Cố ý chọc tức hắn, dụ hắn ta tìm tôi. Cô không sợ hắn giết cô sao? Tôi sợ chứ. Nhưng dù sợ, tôi cũng phải làm. Vì làm như vậy mới kích thích, cuộc sống mới có ý nghĩa. Mạnh Thao này cũng không làm chuyện đàng hoàng. Đường tiểu thư, sau này cô cứ gọi tôi là Đường Quang đi. Đường tiểu thư nghe khách sáo quá. Đường Quang, cô có thể cho tôi xem câu chuyện cô viết về qua nhà máu không? Đương nhiên được rồi. Tôi ở đây có một bản, cô cầm xem đi. Đây, cảm ơn. Hay là đến phòng tôi xem đi. Đi. Không được, đại tiểu thư. Vũ Linh, cô tìm tôi sao? Tôi mới về nên không biết anh ấy ở đâu. Đi. Đại tiểu thư, tôi là đến tìm cô. Nếu các cô có việc cần nói, vậy tôi về phòng trước. Vậy cô xem xong có cảm nhận gì nói tôi nghe nha. Tạm biệt. Vũ Linh, có chuyện gì? Tôi... hôm nay tôi bận quá quên rồi. Tôi còn chưa đi cầu xin ba tôi. Không mấy bây giờ tôi đi, cô đợi nha. Đại tiểu thư,
Tôi tìm cô là có chuyện khác. Chúng ta có thể đổi nơi khác nói chuyện không? Được, vậy vào phòng tôi đi. Cô vào đi. Mời ngồi, tôi đi rót nước cho cô nha. Không cần khách sáo. Cô cũng ngồi đi. Vũ Linh, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lão gia đã tìm tôi rồi. Ông ấy muốn tôi rời khỏi Thượng Hải ngày mai. Tại sao chứ? Vì Học Cường phải kết hôn với nhị tiểu thư của Bào gia. Vậy cô đồng ý rồi sao? Tôi chỉ có thể đồng ý. Bào gia đó có tiền, nhưng hôn nhân không phải chỉ dựa vào tiền bạc. Ông ấy càng không thể cứ vậy mà tách rời hai người như vậy được. Tôi phải đi tìm ông ấy nói chuyện. Cô đừng đi. Hào Cường cũng đã để tôi đi rồi. Anh ấy cũng muốn cô đi sao? Điều này không thể là đại ca đích thân nói với cô sao? Thật không ngờ, anh ấy cũng không tôn trọng tình yêu. Anh ấy và tiểu thư Bào gia ngay cả mặt cũng chưa gặp qua, thì có thể tùy tiện lấy cô ta sao? Nhưng cô vì anh ấy ngay cả tính mạng mình cũng có thể không cần. Vũ Linh, cô đừng buồn. Tôi sẽ dẫn cô đi tìm họ. Cô đừng lo, ba tôi thương tôi lắm. Ông ấy sẽ nghe lời tôi. Đi. Không cần đâu. Tôi đến là muốn cầu xin cô giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Chữ viết của tôi không đẹp. Cô có thể giúp tôi viết một bức thư giao cho Hồng Cường được không? Tôi không giúp cô viết đâu. Vũ Linh, cô không đi được. Nếu cô thật sự đi rồi thì cả đời cô sẽ phải hối hận. Tôi nghe lời Hậu Cường. Anh ấy muốn tôi đi thì tôi đi. Chỉ là tôi muốn anh ấy biết tôi vĩnh viễn là người phụ nữ của anh ấy. Cả đời này sẽ không tìm người khác. Trong lòng tôi chỉ có anh ấy. Đại tiểu thư, cô đồng ý với tôi đi. Ngày mai tôi đi rồi thì cô hãy giao bức thư cho anh ấy. Cô thật sự khuất phục như vậy sao? Thật sự không muốn tranh giành nữa à? Đây là số phận của tôi. Tôi chấp nhận. Mạnh tiểu thư, nghe nói cô làm rất tốt, ba cô rất hài lòng. Là sư phụ dạy giỏi, bây giờ Mạnh Thư mạnh hơn tôi rồi, thân thủ nhanh nhẹn. Mấy thuộc hạ của Đường Anh Minh cũng không phải dễ đối phó, mà nó cũng chưa từng thất thủ. Tôi chỉ ăn may thôi. Cô và Đường Hầu Kiệt thế nào rồi? Thế nào là sao? Tôi cũng nghe ba cô nói rồi. Muốn cô làm tổn thương một người, công tâm di thượng. Đạo lý này tôi cũng hiểu. Cô cũng là một người phụ nữ mà. Tôi và Đường Anh Minh có thù không đội trời chung. Ba muốn tôi làm thế nào thì tôi làm thế ấy. Nhưng bây giờ cô còn không được đụng vào ông ấy. Đây là mệnh lệnh. Cái gì? Tôi phải nghe mệnh lệnh của cô sao? Là sư phụ con kêu chúng ta tạm thời khoan hành động. Tại sao chứ? Cô xem thử như vậy được chưa? Hào Cường, khi anh đọc bức thư này thì em đã đi rồi. Em đã từng nói mạng của em là của anh. Nhưng hôm nay em mang theo trái tim tổn thương đi tìm chốn trở về của mình. Không biết tình cảm chúng ta vì sao phải đối mặt với nhiều thăng trầm như vậy. Áp lực từ bốn phương tám hướng
giống như là chất độc. Nó giày vò em, khiến trái tim của em đau như dao cắt. Hậu Cường, anh có tất cả những ưu việt của Đường gia, còn em chỉ có anh. Cái cô Đường Quan này sao biết qua nhà máu là nữ chứ? Cô ta nói với con, cô ta chỉ là muốn khiêu khích qua nhà máu tìm cô ta. Cô ta muốn bắt qua nhà máu thay Đường Anh Minh. Nếu Đường Quan hy vọng qua nhà máu tìm cô ta như vậy thì thành toàn cho cô ta đi. Giết cô ta sao? Không, Đường Quang chỉ là học sinh du học. Đường Anh Minh sợ nhất chính là con gái ông ta biết vết tích xấu xa trong quá khứ của ông ta. Ba muốn Đường Quang biết giữa Qua Nhà Máu và Đường Anh Minh có mối thù không đội trời chung, để cô ta biết Đường Anh Minh là hắc bang giết người không chớp mắt. Vậy chúng ta có kịch hay để xem rồi. Con đã hiểu. Nhớ, dọa cô ta là được rồi, đừng làm cô ta bị thương. Alo, là tôi, Đường Hào Kiệt. Cô ngủ chưa? Chưa. Tôi có thể gặp cô không? Bây giờ đã muộn rồi. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Tôi đợi cô ở văn phòng. Là điện thoại của ai? Đường Hào Kiệt tìm con. Anh ấy muốn con đến văn phòng tìm anh ấy. Đi đi. Thư Nhi, nhớ, đừng kịch giả thành thật. Rất xin lỗi, tối dậy rồi lại làm phiền cô. Không có sao, tôi chưa ngủ mà. Mời ngồi. Tôi chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay tôi muốn uống. Cảm ơn cô đã đến đây. Thật ra có những lúc tôi muốn tìm một người nói chuyện. Mạnh Thư, cô nói một người phụ nữ vì một người đàn ông có thể ngay tính mạng cũng không cần. Cô ấy có phải là người tốt không? Người phụ nữ sống vì tình yêu. Vì tình yêu cô ấy không màng tất cả. Người đàn ông thì sao? Đàn ông, đàn ông coi tình yêu
là lợi ích và trò chơi. Cho dù như vậy, vậy có những lúc anh ấy có nên dũng cảm đấu tranh vì người phụ nữ mà anh ấy yêu không? Đương nhiên nên rồi. Vậy nếu anh ấy không làm như vậy thì anh ấy có phải không xứng là người đàn ông sao? Không. Đây là do anh ấy căn bản không yêu người này. Sao đột nhiên anh hỏi những chuyện này? Không có gì. Khi tôi đối mặt với Hậu Cường, lòng tôi rất mâu thuẫn. Trước đây anh ấy đối tốt với tôi như vậy, anh ấy không chỉ cứu tôi một lần, nhưng mà bây giờ ba lại muốn tôi thay anh ấy làm tổng giám đốc của Vinh Hoa. Tôi biết anh ấy hiểu lầm tôi. Tôi biết anh ấy rất để ý vị trí tổng giám đốc, nên anh ấy mới đồng ý cưới nhị tiểu thư Bào Gia. Nhưng anh ấy không ngờ mình làm vậy là làm tổn thương Vũ Linh. Anh chỉ vì điều này mà buồn sao? Tôi căn bản không muốn làm tổng giám đốc gì đó. Tôi hy vọng anh tôi làm tổng giám đốc. Tôi cũng hy vọng anh ấy cưới Vũ Linh. Tôi hy vọng cả nhà chúng tôi có thể sống vui vẻ, tránh xa những thị phi, ân oán. Nhưng anh chưa nghĩ qua, cho dù Hậu Cường làm tổng giám đốc hay là ba anh làm tổng giám đốc, thì đường gia của anh vĩnh viễn đừng nghĩ thật sự rút lui khỏi giang hồ. Ba anh muốn anh làm tổng giám đốc, có lẽ ông ta thật sự nghĩ rửa tay gác kiếm. Chỉ có anh có thể đưa Vinh Hoa đi vào chính đạo, cách xa những chuyện rối ren này. Cô thật sự nghĩ vậy sao? Có thể coi như tôi nói đại đi. Cảm ơn đã nói cho tôi nghe những lời này. Có lẽ tôi nên đổi góc độ để suy nghĩ. Vũ Linh, tôi phải đi rồi. Hứa với tôi, sau này cho dù xảy ra chuyện gì thì hãy để tôi bảo vệ cô. Không có ai có thể làm tổn thương tôi đâu. Cô đừng tự gạt mình. Tôi không muốn nói những chuyện này. Tôi không hiểu sao người phụ nữ như cô phải chịu đựng dày dò như vậy chứ. Tôi không thể để ba cô đối với cô như vậy. Ông ấy là ba của tôi. Anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa.
Tôi không muốn sự đồng tình của anh. Đây không phải đồng tình. Anh uống say rồi. Tôi chưa say. Bây giờ tôi cần phải quay về. Tôi lén ông ấy ra đây. Nếu về muộn quá thì sẽ... sẽ đánh cô sao? Vậy sao cô còn ra đây? Vì anh tìm tôi. Tôi không thể không ra. Vì tôi... cô tình nguyện bị đánh. Anh đã từng nói chúng ta là bạn bè mà. Ba chưa ngủ sao? Cậu ta nói với con những gì? Anh ta nói muốn bảo vệ con, không muốn con bị đánh nữa. Xem ra tiểu tử này mắc câu rồi. Con thật to gan, lại mặc kệ ba, lén ra ngoài. Ba, con không mặc kệ ba. Con đây không phải đã quay về rồi sao? Con muốn tìm người đàn ông mà không cần đến ba nữa sao? Uổng công ba nuôi con. Mạnh Thư, mở cửa. Mạnh Thư, anh muốn làm gì? Ông ấy đánh cô nữa sao? Không có. Tôi không cho phép ông đánh cô ấy. Hào Cường, mặc kệ tôi, anh ra ngoài đi. Hôm nay tôi phải nói với ông. Ông dựa vào đâu mà đánh cô ấy? Dựa vào việc tôi là ba nó. Cô ấy làm gì sai? Cậu không quản được đâu. Tôi muốn hỏi cậu, canh ba đêm khuya đến cabin khách, cậu muốn làm gì? Hôm nay tôi tìm cô ấy ra ngoài. Muốn trách thì trách tôi. Thảo nào Mạnh Thư nhà tôi gần đây dám cãi lời tôi. Thì ra là tìm đến nhị thiếu gia cậu làm chỗ dựa rồi. Ông Mạnh Thư, qua đây. Mạnh Thư, quỳ xuống. Nói, con cần nhị thiếu gia này hay là cần người ba này? Ba, con biết sai rồi. Con sẽ không dám nữa. Lần sau cũng không bỏ lại ba một mình, không quan tâm. Nếu ông dám đánh cô ấy thì tôi không khách sáo với ông. Hôm nay tôi đánh nó, cậu có thể làm gì tôi? Hào Kiệt, anh đi đi. Anh mặc kệ em, anh mau đi đi. Ba, ba đừng tức giận nữa. Con xin ba, đừng giận nữa. Con sai rồi, con biết sai rồi. Nhưng gia pháp không thể bỏ. Vậy được, tôi chịu đòn thay cô ấy. Anh đừng vậy mà, anh mặc kệ tôi. Nhưng sau khi đánh qua mấy lần, nếu ông dám đánh Mạnh Thư nữa thì tôi sẽ ném ông xuống thuyền. Tôi đảm bảo nói được làm được. Cậu thật sự bằng lòng chịu đòn giùm Mạnh Thư sao? Tôi bằng lòng. Hào Kiệt, bây giờ ông chắc chắn không đánh Mạnh Thư nữa chứ?
Hào Kiệt, Hào Kiệt, anh không cần chịu đòn giùm tôi. Thấy anh chịu đòn tôi càng khó chịu. Tôi không sao đâu. Vì cô, tôi cảm thấy rất đáng. Lão gia, cô ta sao rồi? Tiểu thư, hình như cô ấy uống thứ này. Tôi kêu hoài mà cô ấy không tỉnh lại. Đưa cô ấy về phòng y tế. Dạ. Vào đi. Chuyện gì? Đại thiếu gia, hôm nay Vũ Linh tiểu thư dặn tôi giao thứ này cho cậu. Cô ấy đâu? Cô ấy... Nói, cô ấy uống thuốc độc rồi. Cái gì? Cô ấy uống thuốc gì? Bây giờ chưa rõ là thuốc gì. Chú vừa rửa ruột cho cô ấy. Cô ấy sẽ chết sao? Bây giờ chưa thể nói gì. Tam thúc, con cầu xin thúc nhất định phải cứu sống cô ấy. Trên thuyền không thể có người chết nữa. Hào Cường, hãy tin Tam thúc. Vũ Linh, nghe thấy anh nói không? Anh là Hào Cường. Hào Cường, nghe thấy anh nói không? Vũ Linh, nghe thấy anh nói không? Hào Cường, Vũ Linh, Hào Cường. Đại ca, anh bình tĩnh lại. Đợi chú ở ngoài đi. Cô ấy sao phải làm như vậy chứ? Sao lại vậy? Đại ca, anh đừng sốt ruột. Tam thúc y thuật cao minh, chắc chắn sẽ cứu được Vũ Linh. Anh còn cho rằng cô ấy căn bản không để ý anh cưới nhị tiểu thư Bào gia. Vì ba muốn đuổi cô ấy xuống thuyền, vĩnh viễn không được quay về Thượng Hải, nên cô ấy uống thuốc độc. Em nói cái gì? Ba đuổi cô ấy xuống thuyền. Sao cô ấy không nói anh nghe?
Nói với anh thì được gì chứ? Anh hiểu rồi. Đại ca, anh muốn làm gì? Để ba biết anh phải cưới Vũ Linh. Con nói sao? Vũ Linh mang thai con của con. Phải. Vũ Linh đang mang thai. Con dám thề với ba không? Con thề, cô ấy mang thai con của con. Được. Bây giờ ba đi cùng con xem. Tôi chưa chết sao? Tôi còn sống à? Đương nhiên còn sống. Uống chút mộng tiêu hồi tán như thế sao chết được chứ? Cái gì mộng tiêu hồi tán chứ? Cô tự uống mà không biết sao? Nói như vậy bảy lừa tôi sao? Đây không phải thuốc độc. Ai lừa cô? Sao cô lại làm như vậy? Tôi không thể rời bỏ Hầu Cường. Nhưng ngoài cái chết ra, tôi hết cách rồi. Thuốc là mẹ tôi cho tôi. Bà ấy nói, nếu một ngày tôi bị người ta làm nhục thì bà ấy sẽ uống thuốc này chết chung với tôi. Tôi nghĩ đây là thuốc độc. Vũ Linh, cô còn rất trẻ, sao cô lại làm vậy? Cả đời này, nếu như tôi không thể với đại thiếu gia ở bên nhau thì tôi sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Nói như vậy, cô thật sự thích Hào Cường sao? Đời này của tôi chỉ có một mình anh ấy. Nếu rời khỏi anh ấy, tôi chỉ có tìm cái chết. Thuốc này tuy không lấy mạng người, nhưng nó sẽ làm cô chóng mặt. Vũ Linh, cô tự sát vì Hầu Cường. Rõ ràng cô biết Hầu Cường không thể cưới cô, sao cô phải làm vậy? Vậy tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có chờ anh ấy ở âm phủ, đợi anh ấy đến cứu tôi. Vũ Linh, đại ca tôi là người nói một là một. Nếu anh ấy muốn cô đi thì cô nghĩ cách gì đi nữa, anh ấy cũng không cho cô ở lại đâu. Đại ca, cô ta sao rồi? Tỉnh rồi. Uống thuốc không nhiều, không có nguy hiểm. Đại ca, có gì lát nữa nói được không? Bây giờ cô ấy đang buồn. Không, bây giờ tôi muốn hỏi cô ta, có phải đang mang đứa con của Hầu Cường không? Vũ Linh, anh cần phải nói với ba, em mang thai cốt nhục của Đường gia. Hầu Cường. Ba, sai lầm là do con. Con xin ba để cô ấy sinh đứa bé. Con xin ba cho con cưới Vũ Linh. Không, lão gia, là tôi sai, là tôi câu dẫn đại thiếu gia.
ông muốn xử lý tôi sao cũng được. Là tôi không đúng. Lão Tam, kiểm tra cô ta cho anh, xem cô ta có mang thai không. Để em bắt mạch cho cô ấy. Đại ca, cô ấy vừa uống thuốc, mạch rất yếu. Em muốn kiểm tra cho cô ấy. Mọi người đợi bên ngoài đi. Cô biết cô đang làm gì không? Cô đang chơi với lửa. Cô lừa được hôm nay thì có thể lừa được ngày mai sao? Hồ lão gia, tôi không có. Đừng nói nữa. Tôi biết mục đích của cô chính là tìm cách để Hậu Cường cưới cô. Tự cô đi giải thích rõ với đại ca tôi đi. Tôi biết lão gia ghét tôi. Ông cũng không tin tôi. Mọi người đều nghĩ tôi là yêu tinh, nhưng tôi không phải. Từ nhỏ tôi đã ở chung với mẹ tôi ở kỷ viện. Mỗi ngày tôi nhìn cuộc sống của các kỹ nữ sống mơ mơ màng màng. Tôi nghĩ rằng cả đời này tôi cũng sẽ như vậy. Nhưng ông trời có mắt, cho tôi gặp Hậu Cường. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Con thuyền này chính là nơi trở về của tôi. Cho dù tôi có chết, cũng phải chết trên con thuyền này. Vậy sao cô lại phải gạt Hậu Cường? Tôi không lừa anh ấy. Là Hậu Cường nói tôi mang thai thôi. Sao hồi nãy cô không giải thích? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Tôi muốn chết cũng không được. Tôi còn muốn làm gì nữa chứ? Hồ lão gia, tôi biết ông là huynh đệ của lão gia. Ông không thể lừa lão gia. Ông nói với lão gia đi. Nói là tôi không mang thai. Tính khí đại ca tôi, cô không phải không biết. Tôi đương nhiên biết. Nhưng tôi đã là người chết qua một lần rồi. Chết thêm một lần nữa, có gì sợ chứ? Vũ Linh, rời khỏi con thuyền này đi. Cô có thể đến nơi khác ca hát. Tôi không đi đâu cả. Vậy cô muốn làm gì? Không lẽ cô muốn ép tôi nói dối như các người sao? Tôi không dám yêu cầu Hồ lão gia nói dối giùm tôi. Cô tự thu xếp ổn thỏa đi.
mình nên làm thế nào đây? Cô quyết định thế nào rồi? Lão gia, Hậu Cường, con thật sự lầm cha rồi. Em nói cái gì? Lão Tam, em chắc chứ? Em chắc chắn. Được. Được lắm. Bây giờ tìm người đưa cô về. Hậu Cường, quay về cabin đi. Chưa đến ngày kết hôn, nhị tiểu thư Bảo Gia không được rời khỏi nửa bước. Tiêu Vũ Linh, cô đừng cho rằng mang thai đứa con của Đường gia tôi sẽ giữ cô lại. Tôi nói để cô đi thì cô phải đi. Ba, nếu ba muốn đuổi Vũ Linh xuống thuyền thì ba dứt khoát cho tụi con chết cùng nhau đi. Con, đại ca. Ba, ba thành toàn cho Vũ Linh và đại ca đi. Con xin ba. Vậy mà Đường Anh Minh lại có cháu trai. Người như ông ta lại có cháu trai. Đường Hậu Cường và Vũ Linh cũng sắp kết hôn, chúng ta phải làm sao? Đường Anh Minh đừng hòng gặp được cháu trai của mình. Ba, ý ba là muốn bắt Vũ Linh? Không được. Sao lại không được? Lẽ nào con muốn nhìn thấy kẻ thù của mình song hỷ lâm môn à? Con không muốn giết Vũ Linh. Cô ta không có thù với chúng ta. Cô ta đáng đời. Ai kêu cô ta mang thai con của Đường Hậu Cường? Không, con không thể làm như vậy. Con không thể giết một đứa bé còn chưa ra đời. Con đã mềm lòng. Chuyện này rất nguy hiểm. Con nghĩ thử xem. Cháu của Đường Anh Minh chính là kẻ thù tương lai của chúng ta. Nếu có một ngày nó biết được chúng ta giết người nhà của mình, vậy nó cũng sẽ tới báo thù. Tới lúc đó chúng ta có hối hận cũng chẳng kịp. Tới lúc đó nó chính là qua nhài máu. Con biết. Con không quan tâm mình đã giết bao nhiêu kẻ thù, nhưng con không thể giết một đứa trẻ vô tội. Không phải năm xưa con và em trai mình cũng là đứa trẻ sao? Đường Anh Minh có tha cho hai đứa không? Ba, chẳng lẽ chúng ta không thể giết ông ta ngay bây giờ, sau đó rời khỏi nơi này sống cuộc sống của chính mình sao? Mạnh Thư, con thay đổi rồi. Có phải vì con đã thích Đường Hầu Kiệt không? Không phải, con không thích anh ấy. Con chỉ là không nỡ ra tay với Vũ Linh. Xem ra ba đã sai rồi. Ba nghĩ con sẽ giống ba. Đường Anh Minh đau khổ trong tuyệt vọng thì sẽ vui mừng. Có phải con không muốn trả thù không? Con chắc chắn sẽ trả thù. Nhưng đứa nhỏ không có thù với chúng ta. Xem ra ba đã uổng công nuôi con rồi. Ba, ba đừng ép con. Là con đang ép ba. Nếu không phải đôi chân tàn phế này, ba cơ bản cũng không cần tới con. Tự ba sẽ đi. Tự ba sẽ đi. Ba, 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 con cút đi. Cho dù có bò, ba cũng bò tới tính sổ với Đường Anh Minh.
Dù cho ba bị ông ta giết, còn hơn là sống cũng không bằng chết như vậy. Ba, con đi, con đi giết cô ta. Sao ông còn chưa đi? Chỉ cần bà giết Đường Anh Minh, tôi sẽ dừng tay. Nhưng bà không ra tay được, đúng không? Đường Anh Minh là một người tâm địa độc ác, ông ta sẽ không tha cho ai. Ông ta đã nghi ngờ bà, cho nên mới giết Tuệ Tịnh, chính là muốn cảnh cáo bà. Lẽ nào bà không nhìn ra ông ta là người như vậy sao? Tuệ Tịnh thật sự là do ông ấy giết à? Bà không tin thì có thể hỏi ông ta, Đường Anh Minh sẽ không thừa nhận đâu. Đại Di, tôi hỏi ông, rốt cuộc Ba Nhảy Máu là ai? Anh ta là ai? Bà mãi mãi cũng sẽ không biết đâu. Là Mạnh Thư phải không? Mạnh Thư? Là một cô gái có thể có bản lĩnh lớn vậy sao? Đại Di, tôi có chuyện muốn nói với ông. Hầu Cường chính là, nó chính là con trai của Đường Anh Minh. Đó là kẻ thù của tôi, nó phải chết. Không, ông nghe tôi nói. Ông không cảm thấy Hầu Cường cũng rất giống ông sao? Bà muốn nói cái gì? Thật ra Hầu Cường... Mạnh tiên sinh, tôi là Hồ Nam của phòng y tế. Bà vào trong đi. Mạnh tiên sinh, bác sĩ Hồ, có chuyện gì sao? Lần trước thật sự bất đắc dĩ, tôi xin lỗi. Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Ai cũng có cái khó mà. Bác sĩ Hồ, mời ngồi. Cảm ơn. Lần này cậu tới đây có chuyện gì à? Tôi mang đến cho Mạnh tiên sinh một số thuốc chữa tê do tôi điều chế. Đây là thuốc bắc, có thể giảm đau, làm dịu thần kinh, có tác dụng ít hơn morphine. Nên tôi hy vọng anh có thể dùng thử. Dùng morphine nhiều thì sẽ nghiện, Mạnh tiên sinh. Mạnh tiên sinh, anh sao vậy? Đây là bí kíp tổ truyền của nhà mấy anh phải không? Đúng, là cha tôi đích thân phát minh ra. Mạnh tiên sinh, làm sao anh biết? Cảm ơn đã quan tâm. Tôi là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là chuyện nên làm. Mạnh tiên sinh, để tôi xem chân của anh. Mạnh tiên sinh, anh làm vậy là sao? Tôi muốn hỏi cậu làm vậy là sao? Không phải lần trước đã xem qua rồi sao? Tôi còn đâm một nhát vào mình, cậu đã quên rồi à? Lần này có phải Đường Anh Minh cử cậu tới để thăm dò tôi không? Mạnh tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Mấy ngày gần đây trên thuyền xảy ra quá nhiều chuyện. Đại ca tôi là vì không muốn để khách trên thuyền bị tổn thương, cho nên
mới tạo ra hiểu lầm lần trước. Mạnh tiên sinh, nếu anh bằng lòng, tôi muốn mạo muội hỏi một câu. Vết thương trên mặt anh và trên chân anh sao lại ra nông nổi này? Đó là do một vụ nổ lớn. Thuyền của tôi bị cháy. Cũng may có người đến cứu. Nếu không thì tôi đã không còn mạng nữa rồi. Mạnh tiên sinh, tôi cũng sắp tiến hành chụp X-quang. Nếu anh đồng ý, tôi muốn mời anh chụp X-quang. Chúng ta xem thử có cách chữa trị nào khác không. Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi đã tìm danh y khắp nước Nhật, cũng không có cách nào nữa. Cũng được. Nhưng anh có chuyện gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi xin phép. Bác sĩ Hồ, cậu đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Mạnh tiên sinh, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Tôi đã chia xong 100 túi nhỏ, mỗi ngày chỉ uống một gói, không thể uống nhiều hơn. Đừng dùng morphine nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tôi xin phép. Ông làm vậy là sao? Tôi đã nói với ông, lão Tam không biết gì hết. Ông không thể đối với cậu ấy. Tôi muốn giết cả nhà họ. Tôi muốn giết cả nhà Đường Anh Minh. Muốn giết cả nhà Đường Anh Minh. Tôi cũng là người nhà của Đường gia. Được, bà gọi Đường Anh Minh qua đây cho tôi. Bà gọi ông ta tới giết tôi. Bà là vợ ông ta, đây là chuyện bà nên làm. Tôi nói cho bà biết, tôi không giết Đường Anh Minh, tôi sẽ không ngừng tay đâu. Bà tự liệu mà làm đi. Đại Vi, nếu tôi hứa đi theo ông, chăm sóc ông cả đời, hầu hạ ông cả đời, ông có thể tha cho họ không? Hơn 20 năm trước, bà nói là vì tôi bằng lòng rời xa Đường Anh Minh. Hơn 20 năm sau, bà vì Đường Anh Minh cũng nói như vậy. Bà nghĩ tôi có thể tin bà được không? Hả? Đại Di, Hậu Cường nói chính là... Đừng nhắc Hậu Cường với tôi. Bà còn nói Hậu Cường nữa, tôi lập tức giết chết nó. Bà đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bà. Đi đi, mau đi cho tôi. Coi như đã báo thù cho mẹ em. Nếu bà ấy có thể nhìn thấy hôm nay, chắc là vui lắm. Bắt đầu từ bây giờ, em không còn là gái làng chơi nữa. Là vợ của Đường Hồng Cường Anh, là đại thiếu gia phu nhân của Đường gia chúng ta. Sau này em nói gì làm gì đều phải nghĩ cho anh nhiều hơn. Sau này em đều nghe anh. Ngày mưa ra ta tới đây không có ý tốt, kẻ thiện sẽ không tới. Ý của Đường tiên sinh là Đông Chu tiểu thư đã lên thuyền, đã vào cabin của Mạnh tiên sinh.
Họ qua đó làm quen sao? Đương nhiên. Cô ấy và Mạnh Thư là bạn cũ. Lúc họ ở Nhật đã quen biết nhau. Tôi hy vọng mọi người tự liệu mà làm. Chúng tôi chắc chắn sẽ không để ông chủ đường khó xử. Được. Tôi vẫn là câu nói đó. Mở cửa làm ăn, kết bạn với người trong thiên hạ. Đã lên thuyền thì nên tuân thủ quy tắc. Nếu không thì mời xuống thuyền. Nào, ngài Murata, mời. Xin mời dùng. Sao cô lại tới đây? Tới thăm anh. Ăn cơm chưa? Vậy mau ăn đi, đồ ăn đã nguội rồi. Mấy đứa nhỏ vẫn còn chưa ăn. Tôi chờ tụi nhỏ về rồi ăn. Ăn trước đi, tôi đã chừa phần cho tụi nó rồi. Chưa rồi. Vậy tôi không khách sáo. Nào ăn đi. Ăn chậm một chút, mấy món này đều là của anh. Tôi không biết ăn chậm, đã quen rồi. Anh thật sự không nhớ ba mẹ của mình sao? Tôi không nhớ nữa. Vậy làm sao biết mình tên Mạnh Thao? Trên chăn bọc tôi có thêu tên. Còn nữa, còn có cái này nè. Những thứ khác. Đúng rồi, còn 10 đồng đại dương. Nếu không phải 10 đồng đại dương kia, họ cũng sẽ không cần tôi. Họ vốn nghĩ tôi là con riêng của người phụ nữ giàu có nào đó, không dám bế về, đưa tôi đến cô nhi viện. Cô nhi viện bọn họ còn có người chờ mang tiền đến để nhận tôi. Nhưng tôi cũng sắp 8 tuổi rồi, cũng không có ai tới nhận. Sau đó, họ không cần lo cho tôi nữa, đưa tôi tới nhà máy làm lao động trẻ em. Sau đó tôi tự chạy ra ngoài, đi theo một người thầy, học vài chiêu lừa gạt người khác. Rồi sau đó đi vào nhà máy khăn. Nhưng sau đó nhà máy bị bọn Nhật thiêu rụi. Rồi sau đó nữa. Sao cô không ăn? Chỉ một mình tôi ăn à? Anh ăn đi, tôi không đói. Anh cũng sắp 20 tuổi rồi. Nếu cha mẹ anh còn, anh có thể kết hôn, có thể có con nữa. Ai lại đi kết hôn với người như tôi? Hơn nữa, tôi còn nuôi cả một bầy trẻ như vậy, ai dám gả cho tôi? Tụi nhỏ chắc cũng tan học rồi, tôi đi đón bọn trẻ về. Tôi đi cùng anh. Được. Sao vậy? Tới đồn cảnh sát làm gì? Anh còn tưởng em bị bắt chứ? Ai có thể bắt em? Em là muốn nhờ anh giúp. Giúp chuyện gì? Qua đây. Giúp em nói với cục trưởng để người này làm cảnh sát. Làm cảnh sát? Ai muốn làm cảnh sát? Một người bạn. Anh giúp em nói đi. Sao anh nói được? Anh đường đường là nhị thiếu gia của Đường gia, ai cũng phải nể mặt anh mà. Vậy em đường đường là đại tiểu thư của Đường gia, ai mà không nể mặt em? Em tự nói đi. Em không thích gặp họ, nhất là tên cục trưởng mập kia. Nhị ca, nếu anh không giúp em, cả đời này em sẽ không ngó ngàng tới anh nữa. Nhị ca, em xin anh giúp em đi mà. Được, được, được. Người bạn nào của em mà dụng tâm vậy? Ông chủ đường, sao ông lại tới đây? Anh tới tìm cục trưởng chúng tôi hả? Mời bên này. Anh quen tôi à? Chúng tôi làm việc để kiếm cơm. Nhân vật có máu mặt tại bến Thượng Hải này chúng tôi biết hết. Huống hồ gì anh là nhị thiếu gia của Đường gia. Mời bên này. Báo đây, báo đây. Nhật tăng cường cử sư đoàn chính chi viện quân xâm lược Thượng Hải. Báo đây, báo đây.
Tam Thúc. Hôm nay cảm ơn Tam Thúc. Ngồi đi. Sao vậy Tam Thúc? Con cần phải nói cho chú biết, con là thật lòng với Vũ Linh hay là muốn theo Vũ Linh? Con thật lòng muốn cưới cô ấy. Hậu Cường, cả đời này của chú chưa từng nói dối nửa câu với cha con, nhưng chú đã gạt ông ấy về chuyện này. Con cảm ơn Tam Thúc. Con mau kết hôn sinh con. Chú hiểu cha con, chỉ cần ông ấy bế được cháu thì sẽ không nói gì hết. Hậu Cường, đợi sau này con và Hậu Kiệt đều cưới vợ sinh con, Quan Nhi cũng được gả đi, thì có người gọi chú là Tam Gia Gia rồi. Hậu Cường, con nghĩ xem, chú và cha con đều đã có tuổi rồi, đường gia chúng ta dựa vào ai đây? Dựa vào con và Hậu Kiệt. Con hiểu ý của Tam Thúc. Được rồi. Cái gì? Đại ca làm cảnh sát? Đúng vậy, ngày mai đại ca của mấy đứa có thể tới đồn cảnh sát điểm danh. Nhưng loại người như đại ca em cũng có thể làm cảnh sát? Thằng nhóc, em đang nói cái gì? Tôi thật sự có thể làm cảnh sát sao? Còn người anh có tính đàn ông không vậy? Anh nói với tôi anh muốn làm cảnh sát, bây giờ tôi đã giúp anh làm cảnh sát rồi, ngược lại anh còn muốn hối hận. Con người anh nói lời không giữ lời. Đại ca, anh thật sự làm cảnh sát, vậy sau này không phải có súng à? Chúng ta sẽ không bị người khác ức hiếp nữa. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Anh sắp làm cảnh sát rồi đại ca. Sao vậy? Anh có muốn làm cảnh sát không đây? Làm thì làm, ai sợ ai. Nhưng mà tôi phải nói trước nha, đây là cô chủ động giúp tôi, tôi không phải xin đâu. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Con người của anh đúng là lòng dạ lan sói. Nếu không phải tôi giúp anh thì ai giúp anh? Nhị ca tôi trước giờ không cầu xin người khác, là tôi ép anh ấy tới đồn cảnh sát nói đỡ cho anh. Vậy mà anh, đúng là nhị ca cô giúp tôi, đâu phải cô. Nói lại lần nữa, giống dĩ là vậy mà. Được rồi, Đường Quang, Đường Quang, Mạnh Thao, hai đứa giống con nít quá. Nếu mọi người đã là bạn bè, ai giúp cũng là chuyện bình thường. Cô nói xem. Mạnh Thao, anh thật sự muốn làm cảnh sát hả? Đúng vậy, tôi rất muốn làm cảnh sát. Tôi muốn làm một cảnh sát tốt, bảo vệ những đứa trẻ như tụi nó. Được, nếu đây là ý tưởng của anh, chúng tôi sẽ ủng hộ. Nhưng Đường Quang giúp anh nhiều như vậy, có phải anh nên cảm ơn người ta đàng hoàng không? Có nghe thấy chưa? Ngay cả Mạnh Thư cũng nói anh nên cảm ơn tôi. Anh còn nói gì không? Cảm ơn nương tử. Anh gọi tôi là gì? Cảm ơn nương tử. Sao anh dạy tụi nhỏ như vậy? Anh đừng chạy. Anh đứng lại. Xuống đây cho tôi. Xuống đây. Từ từ, tôi chừng té đó. Xem ra Đường Quang thật sự rất thích Mạnh Thao. Trước giờ chưa từng thấy em ấy dụng tâm với ai. Tôi thay Mạnh Thao cảm ơn anh. Không cần. Hôm nay nếu không phải Đường Quang xin tôi chắc chắn sẽ không đi. Trong mắt tôi ghét nhất là đám cảnh sát kia. Hy vọng Mạnh Thao sau này đừng giống như họ. Cũng trễ lắm rồi, tôi về trước. Được, tôi tiễn cô lên thuyền. Tôi cũng về mà. Cha tôi chắc lo lắm. Tôi phải về rồi. Mưa lớn như vậy sao cô về được? Tôi cần phải về.
Đợi mưa nhỏ lại tôi đưa cô về. Bây giờ vẫn cần phải đi, nếu không ông ấy sẽ đánh cô. Cả đời này anh chịu đòn thay tôi sao? Đừng quan tâm chuyện của tôi nữa. Đây là số phận của tôi. Tôi nhận rồi. Mạnh Thư, buông tôi ra. Cô như vậy sẽ bệnh đó. Buông tôi ra, không cần anh lo. Tôi không thể nhìn cha cô đối xử với cô như vậy nữa. Tôi không cần anh đồng cảm. Tôi không đồng cảm với cô. Tôi là thích cô. Tôi không thể lại nhìn cha cô đối xử với cô như vậy nữa. Tôi không cho anh nói như vậy. Tôi thật lòng thích cô biết không? Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào tôi đã thích cô rồi. Tôi cũng không thể nhìn cha cô tàn phá cô như vậy. Nếu ông ấy muốn đánh người, vậy hãy để ông ấy đánh tôi. Tôi bằng lòng thay cô ăn đòn cả đời. Mạnh Thư nghe đây, chúng ta cùng nhau chăm sóc cha cô cho đến khi ông ấy chết. Chuyện gì tôi cũng làm được, chỉ là không muốn để bất kỳ ai ức hiếp cô nữa, biết chưa? Tôi thật lòng thích cô có biết không? Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào tôi đã thích cô rồi. Tôi không thể nhìn cha cô tàn phá cô như vậy. Nếu ông ấy muốn đánh người, vậy hãy để ông ấy đánh tôi đi. Tôi bằng lòng thay cô ăn đòn cả đời này. Đường Anh Minh là kẻ thù của con. Cả nhà họ đều là kẻ thù của mình. Chúng ta ở đây là vì báo thù. Con phải nhớ. Con phải nhớ. Con phải nhớ. Con chính là qua nhài máu. Con chính là qua nhài máu. Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Phu nhân, tôi đã liên lụy Hào Cường, cũng liên lụy cả nhà mọi người. Không cần nói những lời này. Cô đã mang thai con của Hào Cường, thì chính là người của Đường gia. Sống với Hào Cường cho tử tế. Sau này phải cẩn thận hết sức. Cẩn thận cái gì? Đừng chạy lung tung ra ngoài. Phụ nữ mang thai 3 tháng dễ bị sảy thai lắm. Từ từ tịnh dưỡng. Có chuyện gì thì tôi làm giúp cô. Muốn ăn gì dặn nhà bếp làm là được rồi.
túi của cô. Cảm ơn. Tôi cảnh cáo anh nha, anh không được nói lời không giữ lời. Ngày mai tới đồn cảnh sát điểm danh. Được rồi, đại tiểu thư, tôi biết rồi. Ngày mai tôi nhất định sẽ đi. Nếu tôi không đi, cô sẽ không gặp tôi nữa. Nói gì kỳ vậy? Nếu anh không đi, ngày nào tôi cũng bám lấy anh. Được, 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 tôi nhất định sẽ đi. Được rồi chứ? Vậy được, ngày mai tôi tới đồn cảnh sát tìm anh. Anh không được giở trò nha. Tôi cảm thấy bây giờ cô càng ngày càng giống vợ tôi. Nói nhảm cái gì đó? Nói giỡn thôi. Hơn nữa, dù cô thật sự muốn gả cho tôi cũng chưa chắc cưới cô. Đáng ghét. Tôi không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Được rồi, được rồi. Đại tiểu thư, đừng giận nữa. Tôi hứa với cô, ngày mai tôi nhất định đến đồn cảnh sát đúng giờ điểm danh. Ai giận anh chứ? Tôi về đây. Được. Không tiễn tôi hả? Mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi. Tạm biệt. Đường rất tối, đi chậm một chút. Anh tụi mình làm cảnh sát rồi. Làm gì đó? Hả? Đang làm gì? Vẽ anh đó. Anh xem có ngầu không? Đại ca ơi, tôi có xấu như vậy không? Cũng tương tự. Đôi mắt hung dữ, miệng cong cong, còn đồng phục, ngầu biết bao. Điểm này không giống anh. Vậy em vẽ cho anh một bức gọi là đường... Đường... Chị Đường Quang nắm tay anh. Nè nè, khoan khoan. Nhóc con, bút nẻo đâu ra? Chính là của mỹ nữ kia. Chị ấy đặt một cái túi trắng ở đây. Em kéo ra, lấy bút máy ra dùng một chút, sau đó trả lại. Nhóc con, không phải là anh đã nói với em rồi sao? Chúng ta không thể ăn trộm như trước nữa. Em nói xem, anh làm cảnh sát thì có thể bắt tên trộm như em không? Đương nhiên là không được rồi. Vậy lần sau em trộm của người không quen. Của ai cũng không được trộm. Đi đi đi, lên lầu ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa. Cảnh sát đại ca, ngủ ngon. Thôi đi giùm đi.